làm gì nữa? Hôm nay nấu canh bún nha mọi người. Dạ đó, đang lên đó mẹ. Đang lên đây, hôm nay mình nấu canh bún mọi người ơi. Ủa có cái giá đâu mà Tăng, không có cái giá đâu rồi. Em dọn rồi đó. Hầm xương trước để lấy nước ngọt này cả nhà. Hôm nay thấy anh Bảo ngồi đây. Mai đơn giản, mai chỉ mua khoảng khúc xương ống thôi, với miếng xương. Đó buổi chiều nay, gia đình mình 4 tô. Đó. Đây, gỡ cái gạch cua nữa nè. Gạch cua, đúng rồi. Thì là hôm nay không dùng màu đều, dùng màu gạch cua phải không? Đâu có, cũng phải miếng có màu đều cho đẹp chứ. Đây đó, cà cái gì? Đậu hũ, rồi cà chua, hàm tím để lát mình xào. Món tôm bắc. Rồi đây là cái nước nước cua. Cua một lát nữa mình sẽ cho vô, mình đợi cho cái xương mình nó mềm rồi mình cho nước vô. Lòng với nước cua thôi. Thấy thì mình ăn với rau muống. Rau muống đang ngâm nước đây. Đó. Gia đình mình buổi chiều ăn bó 4 tô thì ăn vậy là đủ rồi. Đó. Mình thì thường mẹ mình với mình rồi cũng thích ăn bún canh bún. Bún riêu cũng thích. Bún riêu cũng thích nhưng mà thích canh bún hơn. Bún rau muống ăn thịt giòn giòn nã. Rồi bây giờ mình cứ việc đợi cho cái này nó nước nó sôi nó mềm cái này, rồi mình nấu, rồi mình sẽ xào sao ha mọi người ha. Lát tôi quay lại với mọi người. Đây mọi người, thì bây giờ sau khi mà xương cái nước xương mình nó ấy thì bây giờ mình đổ cái nước lên. Nước kia. Đó. Đang đi rước một bình sình này nữa hả? Một mình một tay chiến đấu luôn. Nhằm nó thơm. Xào luôn đậu hũ với lại cà chua. Ở đây mình có một xíu màu của gạch tôm mà mình cho một tí vào cho nó cái màu nó đẹp. Dầu điều hôm nay có nhưng mà mình phải cho màu nó đẹp đẹp cái nước. Đó, bây giờ mình cho cái gạch cua vô. Gạch cua mặt cho nó. Cho luôn chết rồi kìa. Lắc chảo dữ lắm với mọi người, cũng giỡn với mình nha. Cũng giỡn với Bảo à. Đâu rồi. Cái chảo này Bảo lắc riết cũng quen đó mọi người. Cái tay mình á, mình lắc riết cái tay mình cũng quen cái lắc cái chảo luôn á. Cơm mất rồi cũng được lắm á. Cho cái cục nêm vô. Mới lắc thất bại trong mỗi một lần. Đâu có, phải cà này nó khác chứ. Cà mình cũng này là thành một miếng, rồi mình nó vậy đi. Các bạn nè. Dữ lắm à. Cho một ít màu qua. Thế mà anh gọi không xuống mà phải lấy cái đầu đũa ấy nha. Lấy đầu tay. Chỉ có một chút xíu thôi là nó hả màu dữ lắm mọi người. Mình biết làm mà mày gì hết. Hôm nay chồng có ngoan không? Ăn bánh. À con ăn bánh. À đúng rồi, khoan chứ. Hôm nay chồng có ngoan không? Có ngoan không? Nói tôi chú nghe coi. Có ngoan không con? Có. Ê dạ có. Con nhỏ có vui không con? Dạ vui. Dạ vui đúng rồi, Ba Ly ngoan chưa? Ba Ly giờ cái gì cũng giả, ta ngoan ghê á. Dạ. Chị nhớ học có ngoan không con? Dạ có. Cô giáo dạy con chữ gì? Chữ tờ. Chữ tờ hả? Nói như biết bài này. Nào không chữ tờ chứ vậy? Sao cái chữ tờ đó cô giáo học hoài vậy? Nè cô dạy chữ gì nữa, nó mang ngang rồi, cô dạy chữ gì? Các bạn nói nè. Cô dạy chữ O không? Đó, cô dạy chữ O chứ. Không phải dạy chữ O. Không phải dạy chữ O. Cô dạy chữ giờ mà. Chữ giờ hả? Cô dạy chữ A không?
không có dạy chữ A đâu, mà có dạy chữ tờ thôi. Để coi cô dạy gì, nói tự. Chữ tờ đây. Tờ rồi, cô dạy gì? Ba đi, ba đi. Chữ tờ hả? Ba đi ơi, sáng nay cô giáo dạy con chữ gì? Chữ tờ. Chữ tờ luôn. Không có dạy chữ A không? Không đâu hả? Trời đất ơi, anh em đi học có mỗi chữ tờ à. Ba đi, con bày bí sáp luôn đi. Bày bí sáp luôn đi ra. Đâu, anh em biết có bày bí sáp không? Nghe chưa? Hỏi con chú có thấy bày bí sáp của con không? Các bạn bây giờ chuyển vô đây. Nói nhà mình thực sự là nấu cái nồi bún riêu canh bún nó cũng rất là đơn giản, xào cà xong rồi bỏ vô một bát nữa thôi. Đợi mấy cái này chín xong mình nêm nếm lại, cho ít mắm tôm vô nữa là xong mọi người. Hôm nay không có bồng cua làm cái chả, hôm nay chỉ làm như vậy thôi. Đó, có một xíu màu vô thì nền nồi nó cũng ấy, dễ thương. Dễ thương mọi người. Rất là đáng yêu ha. Còn hôm nay nấu cái nồi nước sôi để nấu, để luộc cho muốn. Dạ. Rồi, ok, nè, hấp dẫn không? Gần gần cho mọi người coi, dẫn lắm. Cua nè. Nhưng mà lát nữa thêm múc thì sẽ bể thôi, nhưng mà kệ không sao. Bây giờ nêm nữa là xong rồi mọi người, cho xíu bột ngọt. Nhà mình thì ít ăn bột ngọt nhưng mà cũng dặn dặn tí. Đường, bột nêm, đó, đơn giản vậy thôi. Xong mình dặn thêm xíu mắm tôm nữa. Rồi nó từ từ cho nó dậy cái mùi lên. Cho là một lần là nhiều quá là hả, có mặn hết cú á. Chủ yếu là cho nó đậm đậm dậy cái mùi, ra cái mùi cà mùi bún riêu canh bún rồi. Em lấy nha, để nó vô muỗng nha. Mình thử rồi. Đây, Hương chuẩn bị sẵn rau muống luộc với lại bún sẵn rồi nè. À, vậy thì múc ra, múc coi. Đó, rồi đậm rồi đó. Muối hồi nãy á, mình cho đồ mọi người. Hồi nãy là cho muối lúc khi mà mình bồng cái cua á, mình đã cho mấy miếng muối rồi, nên là không cho muối nữa, muối nữa là rất quất à. Rồi, là ngon rồi đó mọi người. Rồi xong đợi ba mẹ lên rồi mời ba mẹ ăn thôi. Ok, giờ múc nha mọi người ơi. Hứa hẹn ngon lắm nha. Chị Mai đứng đợi bưng tô lên nha. Rồi. Đó, mình cái tình tôm. Ủa Ngân, anh mua có đầu ngò nữa bằng anh. Ngò gai á. Ngò gai á. Sao em cắt đầu gai vậy? Em cắt em thấy ngò rí em bỏ, còn ngò gai cũng bỏ để đi kìa. Đứa mẹ thấy con ngò gai nè. Mình cái này mình phải ăn có cho xíu ngò gai rồi thì nó mới thơm mọi người. Hành với ngò gai. Chắc là dễ sợ. Chắc là ghê rồi đây. Ghê. Tiếng hành phi mà nghe nó sột 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 sột. Thấy thấy ham không?
Hai chị Mai. Dạ. Tiếp tục một tô này. Đó, hả? Đủ chị Mai đủ 5 tô, hai con bé em mới làm nó có việc nhà nó nghỉ, xin nghỉ một bữa. Này mẹ, tôi nhân to này, nhân to cuối cùng. Tô cuối cùng. Tô này đặc biệt luôn mọi người, hôm nay là hả? Quá trời đẹp dẫn, cua. Rồi, ok. Xong. Tô này của mình nha, của mình thì vừa nước chút xíu. Rồi. Nên. Vô mai vô chút. Rồi. Hello mọi người. Chào mọi người. Chị hôm nay thì sau khi giờ làm việc thì mình nấu con tô canh bún xong rồi rủ chị Mai lại ăn luôn rồi về. Đó, rồi. Hấp dẫn quá mà. Hấp dẫn quá. Rồi thôi xin mời mọi người cùng bà Vàng ăn canh bún giờ này với gia đình mình nha. Đây ra ngoài sân mời còn mát mẻ mọi người. Nhà. Rồi mời mẹ, mời chị Mai. Mời con. Dạ. Cái này con có nêm nêm mắm tôm rồi. Tôm chưa? Có. Có luôn hả? Mẹ nghe thử coi. Nếm thử rồi mày bỏ kia. Này ăn ngon lắm nè cô bảy. Nước đặc, nước đặc kẹo ngon. Ngon ngọt quá trời. Nấu có 4 tô mà nào là cua, nào là xương. Hôm nay tính nấu đơn giản nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì cũng phải có một tí xương cũng được. Không mua hạt, không mua giò nhưng mà phải mua xương, lấy miếng cây ớt. Ừ, chị Mai ớt không? À, lấy cho chị Mai với. Chị Mai cũng khoái ớt lắm ạ. Cái này thiếu ớt xào mới ngon hơn. Có ớt xào nữa. À, ớt xào. Đây, cái kiểu bún riêu này là kiểu bún riêu mà anh Bảo thích nhất luôn. Tức là cái bọc cua nó sẽ tan ra trong nhà. À. Chứ chị anh không thích mà kiểu làm chả một khúc gì đâu. Không thích làm mảng mảng. Dạ đúng rồi. Không thích chắc cua. Dạ. Vậy thì nó ngọt nha. Cái nước đó cô Bảy. Nó ngọt nước. Xin mời cả nhà. Đây ngồi góc này thơ mộng quá. Ở sau lưng là hoa đẹp không? Bông hoa. Đẹp. Chuẩn bị mùa xuân sang này. Sao con? Xin ăn không con? Xin ăn bún không? Dạ không đúng rồi. Vậy thôi con đi chơi đi, con chào ông bà của chú đi, con đi chơi đi. Xin ơi. Rồi lấy dép cho em đi. Rồi của ba hả? Rồi để cho ba, rồi ba chơi đi. Để ba nói chuyện bà của chú chú. Để đi, 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 đi ra. Cảm ơn Thình qua nhà sang kia chơi đi con. Đó, 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 đó. Sao vậy? Hả? Uống nước hả? Đi vô lại nước, đi lại nước. Mày muốn lên đây hả? Đó, tắt. Chơi từ hồi chiều giờ cái giờ thấy vậy là phải lên nước hả? Ok, uống nước. Trời uống nước ha. Trời ơi cái miệng như con mèo luôn á. Ở đâu ra cái miệng như con mèo vậy? Cho uống nước nhiều ba cái tay luôn. Hả? À, anh khoai cho đó hả? Anh khoai cho anh xúc xích giờ miệng dính tùm lem giờ hỏi sao miệng tùm lem anh khoai cho đó. Anh khoai cho con cái gì? Cảm ơn anh khoai không? Con có cảm ơn khoai chưa? Cây. À, cây, ớt cây. Ớt cây. Rồi xuống đây. Cái này cay lắm. Rồi bây giờ đi. Cay lắm. Chiều nay ăn bún riêu. Trừ cơm cho nên người nào cũng tô khủng. Lâu lâu ăn, hồi chiều á. Hồi chiều nó bột kho. Cay. Để nó hút tí bột kho. Cay mẹ ơi. Thế muốn cay. Nghĩ tí bột kho với canh bún thôi, canh bún lâu quá chưa ăn. Nhưng mà bò kho mình nấu hơi lâu, các bạn mềm hết rồi hả cô Bảy? Không có nấu mình nổi áp sức nhanh lắm con. Dạ, dạ. Mai à? Con muốn nấu bò kho, con mua chiều nay đi. Đi qua chiều về mình ướp đâu đó để xong mời nấu lẩn thấm mới ngon mày. Dạ. Chứ mà ướp mình làm nấu liền cũng không ngon lắm. Không mà chiều nay bất chợt vậy á. Chứ chưa biết nhiều khi sáng mai ngủ vậy thôi. Thôi ở mà không khác. Ở gì vậy? Mùa này trời chuyển
Nhà Ngân bệnh hết nguyên nhà luôn, chị Mai vô làm bệnh chung luôn. Bệnh hết ba nhà. Bệnh luôn à, lần này không ra. À, cảm luôn mọi người. Năm nào không vậy, thay đổi thời tiết mà ai cũng bệnh. Năm nào cũng tồi quá hết luôn. Nhiều dữ luôn. Cua nó ra nước nó ngọt kìa. Nửa cái cua mà có nồi nước đó mà. Nửa cái cua được 4 tô. Dạ. Yeah. Nhà mình có nhà cái góc này nè. Tối á. Từ chiều anh em mà họp mặt là ngồi gai góc này nè. Ở trong hàng xóm này vui lắm cả nhà ơi. Tối mà đem cái bàn ra đây là ba bốn nhà của mấy chú mới đầu có 4-5 người à, kệ đây nè, bắt đầu cái từ tập trung vô, từ 7-8 người. Hôm nay cũng nhờ có cái sân rộng rãi dạ. Nha cứ xóm mình ai cũng hòa đồng đó các bạn, vui con thấy dạ. Vui. Ví dụ như giờ con mà lại đi làm trong nhà cô Bảy dạ. Nhưng mấy chú hàng xóm thấy con mấy dạ. Chú cũng vui y vậy á, niềm nở cũng vui vậy, vui vẻ y vậy á. Ừ, thấy vậy thích vậy. Cuối tuần này xóm mình lễ tất niên rồi. Cuối tuần này quất ba bàn, đặt luôn ba bàn, đặt ba bàn bảo hùng về nhặt sống. Mai chị Mai rồi mà bé ông Tiền rồi mấy anh em ở đây sớm khu vực nhà mình hú thêm một hai anh em nữa. Hồi năm rồi á là mấy anh chị ở trong cái xóm này thì cũng muốn tổ chức đi cúng sớm ở nhà, nhưng mà hồi năm rồi thì ông xã mình với Bảo đi Quảng Nam đám tang của bà thím mình nên hả không có tổ chức không gì được hết, cho nên năm nay có ông xã mình ở nhà cái mấy chú ở trong cái sớm này cái họp lại nói thôi năm nay mình tổ chức cúng sớm thì cho vui anh Bảy ơi, khi là như vậy thôi nên là thứ bảy này trong cái sớm của mình là tổ chức cúng sớm ăn tất niên sớm. Tất niên sớm luôn, tất niên sớm mà ăn sớm nữa. Vậy là xóm mình ăn tất niên sớm. Đúng rồi. Vui cái là vậy nè. Hồi trước mấy chú nói là cái xóm mình là như ở đây 3-4 năm không có tất niên, không có hội họp nhiều á cả nhà. Mà cái đợt mà năm ngoái á, chay về cái gia đình Ngân có tổ chức sinh nhật cho chay á, xong mời hàng xóm rồi lại đông, có mọi người mới họp nhau lại chơi thấy vui. Đó. Thì mấy chú hào hứng đó, mỗi lần mà rủ hội họp trong xóm mà ai cũng hào hứng hết á. Vui, nói chung ai cũng bình thường, ngày thường cũng bận bội ai cũng đi làm. Rồi tới có những cái lúc mà mình có thời gian ngồi lại với nhau thì nó cũng vui vẻ, thoải mái. Rồi tình làng nghĩa xóm khắc chặt hơn nữa. Ở đâu bằng láng giềng mà láng giềng gần ha. Ừ. Mà nói chung á trong cái xóm mà có vui vẻ với nhau á thì mới thích chơi với nhau mày. À. Còn nếu mà trong cái xóm mà có một hai người thì hơi khó tính hay này nọ. Dạ. Không hòa đồng cái không chịu chơi chung nhau. Sớm mình con thấy đoàn kết mà đoàn vui kết, vẻ. Vui à. Dạ. Ngon múc quá. Bún quá đúng luôn. Hấp nước ngon. Chiều nay về hết về ăn cơm. Ok. Ăn gì cũng no thôi. Ý chị Mai nói đi làm cả ngày rồi muốn về ăn cơm gia đình cho vui. Dạ đâu có. Vẫn ngồi tụ chứ. Thì
chị Mai qua làm tụi em thấy cũng đâu có lên cân đâu ha. Lên đó mọi người ơi, anh nói vậy thôi. Cô chú ở trong kênh á, ai cũng khen chị Mai Ngân. Dạ, thương dạ. Tính tình điềm đạm. Tuổi này mà không điềm đạm nó chết luôn á. Nhóm mấy tiền mới vô làm á. Vô ăn mà ngày nào mất. Em ước gì như chị Ngân ăn hoài không mập. Vô làm chị Ngân mà sợ quá, hỏi sợ gì. Ăn hoài lỡ lên ký. Ăn hoài nó không dám ăn cơm luôn. Không dám ăn cơm luôn. Mà nó đâu có mập đâu đúng không con? Ừ. Nó không mập đâu. À. Ăn tô bún làm xong mà nguy nước gì qua ngày tây nữa rồi. Bắt đầu chơi với mấy đứa nhỏ tối tới tối ngủ rồi, ngon. Nay sinh hoạt lành mạnh tối không nhỉ? Nữa không? Nữa chứ, nữa à. Tối ăn nữa. Nói vậy á chứ tối ăn nữa. Dạ. Về cho 8-9 giờ là bắt đầu đói rồi, kêu bút ráp rồi đó. Dạ. Mà bởi ghế ăn ghế không biết ăn gì chị Mai. Ăn nhiều món quá giờ. Tối cái mình cứ lướt tới, lướt lui, lướt xuôi, lướt ngược không biết ăn cái gì. Nó nằm. Nằm lướt cái gì ra nghĩ nghĩ cũng ngán á. Mẹ ăn món đó không? Cái quả này hồng. Chú lướt lướt mẹ ăn món đó không? Không. Là tuyệt đối là cô ấy tối là không ăn nữa, ăn giờ thôi. Yeah. Tối là uống nước thôi, không ăn gì nữa hết. Nhưng á, mập vẫn mập cái à. Mập hơn ai cái tải. Bữa giờ uống trà giảm cân xuống được 1 ký rồi mọi người. Mẹ mình thì chủ yếu là xuống ít ít thôi chứ mẹ không dám xuống nhiều, lại xuống nhiều lớn tuổi rồi, với lại lớn tuổi rồi nên là xuống nhiều quá nguy hiểm sợ. Mình muốn xuống 30 ngày mình muốn xuống 2 ký thôi mọi người. Yeah. Không dám xuống nhiều. Xuống từ từ, thí dụ như một tháng cô xuống, cô bảy xuống 2 ký, nếu mình muốn xuống nữa uống tháng nữa ha. Dạ. Vậy nó khỏe hơn. Ừ. Chứ còn ép mà xuống tháng uống nhiều ký quá mà đột xuất gột là nguy hiểm lắm. À. Thôi, buổi chiều hôm nay thì chia sẻ mọi người một cái video nhanh gọn lẹ ngắn ngọt. Bún tô bún bánh canh bún. Hẹn gặp lại bây giờ, hẹn lại mọi người ở video ngày mai nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ cho gia đình mình. Bye bye cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.